Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1. Nhóm tác giả Gu Duk Song, Chong Song Jin và Choi Byung Hee. Bước ngoặt của luận thuyết chuyển đổi từ thời đại tiết kiệm sang thời đại đầu tư. Chi Kyung-won an ủi người bạn Kim Min-suk đang ủ rũ và chán nản. Min-suk, hôm nay sao cậu chẳng giống cậu tẹo nào? Cậu đã quên rồi hả? Mình nói rằng câu trả lời nằm trong tỷ suất lợi nhuận ấy, rồi còn hiệu quả lãi kép. Số tiền tiết kiệm cơ bản mà Ungu vừa tính không hề có hiệu quả lãi kép. Cậu phải tính xem với lãi kép thì sao chứ? Xem nào, hàng tháng đầu tư vào một sản phẩm với tỷ suất lợi nhuận là 10% một năm. Sau 25 năm, nếu muốn có được số tiền 1 tỷ 134 triệu won, thì mỗi tháng sẽ cần khoảng 870.000 won. Sao lại chênh lệch nhiều thế? Trời ơi, dù sao thì 870.000 won đâu phải là tên con chó con của nhà cậu đâu. Kim Min-suk trong lòng rối bời, anh rót đầy chén rượu rồi uống liền một hơi. Min-suk à, uống từ từ thôi, cậu say mất. Vấn đề tuổi già chỉ cần uống say là giải quyết được hả? Ngược lại, cậu phải thật tỉnh táo, phải thế thì mới không bị hổ ăn thịt được. Chúng ta xem nào, mỗi tháng tiết kiệm 500.000 mà muốn có được số tiền 1 tỷ 134 triệu won thì cần tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm đây? Nếu tiết kiệm 500.000 won mỗi tháng trong vòng 25 năm tới với mức lợi nhuận là 13,4% một năm thì chúng ta sẽ có 1 tỷ 134 triệu won đúng không? Ngoài ra, không chỉ có giá cả tăng lên, nếu cậu tiếp tục làm ở công ty thì lương của cậu cũng tăng theo. Nếu vậy, khả năng tiết kiệm của cậu cũng sẽ lớn hơn ngần ấy. Đột nhiên, Kim Min-suk thấy bố mẹ mình thật đáng nể phục. Cả hai ông bà đều bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vậy mà đã lo cho con cái được ăn học đại học đàng hoàng và hiện tại vẫn sống an nhàn mà không quá lo lắng về vấn đề tài chính. Mình nghĩ bố mẹ mình thật đáng nể khi bắt đầu với hai bàn tay trắng mà vẫn lo cho ba con ăn học đàng hoàng rồi còn chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống về già nữa. Chị Kiều Quân chỉ đợi có vậy mới bắt lời. Thời bố mẹ mình sống không hề có gì trong tay nên rất khó khăn. Nếu nhìn ở khía cạnh lãi suất thì đây có thể gọi là thời kỳ cực kỳ tuyệt vời. Các tổ chức tín dụng đưa ra mức lãi suất cao hơn 20% một năm. Và chỉ mới 5 năm trước đây thôi, chúng ta vẫn có thể được hưởng mức lãi suất cao hơn 10% một năm. Thời kỳ này huy động vốn rất khó khăn. Nhưng khi đã huy động được vốn rồi thì việc thu hút dòng vốn này lại được hình thành một cách tự nhiên. Do đó, việc duy trì liên tục lãi suất cao là do xã hội thiếu khả năng cung ứng tiền. Tuy nhiên, trước và sau khi xảy ra khủng hoảng ngoại tệ thì văn hóa tín dụng này đã dần dần thay đổi và gần đây đã trở thành xu hướng hoàn toàn trái ngược. Ý mình là việc lượng tiền quá dồi dào và việc dùng nguồn tiền đó cho vay với mục đích nào đi nữa cũng đều gây ra vấn đề bất hợp lý. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn ổn định thì thay vì dùng số tiền vốn dư thừa để chi trả cho những khoản vay, họ lại trở thành những khách hàng gửi tiền chính của các ngân hàng. Do đó, hiện tại các ngân hàng phải cạnh tranh nhau để tìm ra các khách hàng cho vay vốn. Min-suk à, có phải cậu cũng được miễn lệ phí đăng ký thế chấp và được ngân hàng cho vay tiền mua nhà đúng không? Lượng cung tiền dồi dào như vậy sẽ làm giảm giá trị của đồng tiền và kéo theo đó là lãi suất sẽ bị hạ xuống. Kết quả là hình thành nên thời kỳ lãi suất thấp như chúng ta thấy hiện nay. Hay nói cách khác, bây giờ không phải là thời kỳ thừa nhu cầu về tiền mà là thời đại thừa khả năng cung ứng tiền. Kim Min-suk vội vàng nâng chén cùng Choi Kyung-won. Một lúc sau, Choi Kyung-won lại tiếp tục câu chuyện. Nhưng đối với chúng ta, thời đại không chỉ mang lại những thay đổi phiền toái. Nếu xét theo khía cạnh thu nhập cá nhân, thì mức thu nhập đã nâng cao đáng kể, mức sống của mọi người cũng đã được cải thiện trông thấy. Nếu chúng ta quyết tâm và có tinh thần tiết kiệm như bố mẹ mình, thì việc tích cóp số tiền 10, 20 triệu won không có gì khó cả.
Nói cách khác, nếu việc tiết kiệm ở thời kỳ trước được gọi là vấn đề sống còn, thì thời nay việc tích cóp không quá khó. Nhưng làm thế nào để có thể sử dụng linh hoạt số tiền đó mới là quan trọng. Sau này, việc làm thế nào để có thể sử dụng hiệu quả, tăng thêm giá trị đồng tiền sẽ trở thành vấn đề được toàn xã hội quan tâm hơn là việc làm thế nào để tích cóp được số tiền đó. Lúc đó, chúng ta sẽ chuyển từ thời đại tiết kiệm sang thời đại đầu tư. Vấn đề nằm ở chỗ, dù xã hội đang thay đổi theo chiều hướng đó, nhưng số lượng người còn giữ tư duy tiết kiệm như trước đây vẫn còn quá nhiều. Mạo hiểm là công cụ để đạt được lợi ích. Không phải là thời đại tiết kiệm mà là thời kỳ dậy sóng đầu tư. Kim Min Suk gật gù trước câu nói của Choi Kyung Won. Nào, nếu vậy thì mình nói về chuyện mạo hiểm nhé. Theo mình nghĩ, điểm hấp dẫn của tín dụng nằm ở hai yếu tố, lãi kép và mạo hiểm. Nếu chúng ta mua trái phiếu chính phủ hoặc gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng, thì chúng ta sẽ nhận được lãi suất một cách ổn định. Nhưng nếu có một sản phẩm đưa ra mức lãi suất giống với sản phẩm đảm bảo tiền gốc và có nguy cơ gây tổn thất đối với số tiền gốc thì liệu người ta có mua không? Nếu lãi suất như nhau thì sẽ chẳng có ai mua loại sản phẩm có nguy cơ gây thất thoát số vốn ban đầu. Vì vậy, các sản phẩm có nguy cơ gây thất thoát vốn thường có lãi suất cao hơn so với loại hình đảm bảo số vốn này. Trong thuật ngữ tín dụng gọi đây là phần bù rủi ro. Cuối cùng thì sản phẩm có rủi ro càng lớn thì lãi suất lại càng cao. Ungu à, mình hiểu lời cậu nói, thu được lợi ích là điều quan trọng, nhưng còn việc giữ nguồn vốn bắt đầu chẳng phải cũng rất quan trọng sao? Chúng ta đâu cần nhất định phải tìm hiểu rủi ro và làm mất hết số tiền mà chúng ta quý như máu đó. Đúng vậy, nhiều người sẽ nghĩ như cậu nói, nhưng cậu nghĩ lại những gì mình vừa nói đi. Với mức lãi suất là 4,5%, thì do trượt giá nên chỉ đảm bảo giá trị tài sản của cậu thôi chứ không làm giá trị đó tăng lên. Chúng ta không giàu có gì, đều phải tiết kiệm để chuẩn bị cho tuổi già. Nếu ta chỉ giữ tài sản hiện tại thì không còn ý nghĩa gì nữa. Nói là vậy, nhưng nếu không thể giữ được số tiền vốn mà mình tích cóp mà lại còn bị thất thoát số vốn đó thì số vốn ban đầu sẽ bị giảm đi còn gì. Này, mới chỉ nghĩ đến thế thôi mình đã thấy lạnh sống lưng rồi. Giang Ungu vừa gọi thêm đĩa thịt ba chỉ và rượu soju, vừa lắc đầu trước câu nói của Kim Min Suk. Cậu nghĩ như vậy cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, cậu cần phải thay đổi cách nghĩ về rủi ro. Min Suk à, nhà cậu có dùng dao đúng không? Khi cậu gọt bút chì, gọt hoa quả hay khi bà xã nhà cậu nấu ăn đều phải dùng dao. Nhưng dao cũng có nguy hiểm đúng không nào? Tuy dao nguy hiểm nhưng sử dụng lại thuận tiện. Ngoài ra vì một lý do nữa là nguy hiểm mà dao gây ra là thứ chúng ta có thể kiểm soát được đúng không? Rủi ro tín dụng cũng tương tự như vậy. Rủi ro giống như một con dao làm thức ăn mà chúng ta gọi là lợi ích. Hay nói cách khác, nó là công cụ để tạo ra lợi ích. Vì sợ nguy hiểm mà từ bỏ cơ hội mang lại lợi ích thì cũng giống như một người sợ dao nên không dám dùng nó. Nếu không có rủi ro thì không có cơ hội tận hưởng lợi ích cao. Rủi ro cũng giống như những lợi ích mà con dao mang lại, sẽ mang lại cơ hội cho chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải cảm ơn. Tuy vậy, không phải sợ nguy hiểm là bản năng của con người sao? Không phải ai cũng muốn tránh những nguy hiểm, rủi ro sẽ đến với mình sao? Nếu mọi người đều sợ thất bại và không chịu đầu tư thì công ty sẽ không thể tiếp tục tăng trưởng và kết cục là hoạt động bị tê liệt và sẽ phải rút lui khỏi thị trường. Trường hợp rủi ro có cả hai yếu tố lợi ích và thiệt hại thì việc trốn tránh không phải là giải pháp hay. Chúng ta phải có sự lựa chọn tùy theo từng trường hợp. Nếu chúng ta học cách kiểm soát nguy hiểm giống như chúng ta học cách sử dụng dao từ bố mẹ thì ngược lại. Chúng ta có thể thưởng thức hương vị của lợi ích mà mạo hiểm mang lại. Hơn nữa, trong thời đại lãi suất thấp như hiện nay thì việc dám mạo hiểm không còn là sự lựa chọn mà mang tính bắt buộc. Nếu bây giờ chúng ta không dám mạo hiểm thì sau này về già chúng ta sẽ phải đương đầu với những mạo hiểm lớn hơn. Chang Ungu buông dài câu nói, dường như anh đang thể hiện một sự tiếc nuối nào đó. Khi cần phải quan tâm tới việc ký quỹ.
Ungua, theo như lời cậu nói thì dù có mạo hiểm một chút, nhưng nên đầu tư vào các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao. Nhưng có sản phẩm tín dụng nào mà lãi suất lên đến 10% một năm không? Theo mình biết thì không có, ngay cả lãi suất tiền gửi dài hạn cũng chỉ là 4% mà thôi. Cậu cũng biết rồi còn gì, trong tiết kiệm dài hạn hoặc định kỳ không hề có chút mạo hiểm nào thì lấy đâu ra sản phẩm nào có tỷ suất lợi nhuận cao. Ngược lại, trong vòng một năm trở lại đây, cậu lại không khó khăn gì có thể tìm thấy những sản phẩm tín dụng có tỷ suất lợi nhuận hàng năm cao gấp 10 lần so với lãi suất gửi tiền định kỳ. Thậm chí, trong số các sản phẩm tín dụng mà ngân hàng của mình đang cung cấp, có loại có tỷ suất lợi nhuận gấp 20 lần so với lãi suất tiền gửi định kỳ đấy. Đó là sản phẩm nào vậy? Đó đa phần là các loại quỹ dạng cổ phần trong nước hoặc các loại quỹ nước ngoài. Quỹ ư? Mình cũng nghe nói nhiều rồi, vậy thực ra quỹ là cái gì? Quỹ là một dạng sản phẩm do các cơ quan tín dụng chuyên môn sử dụng nguồn vốn được góp từ các khách hàng. Sau khi trừ khoản tiền hoa hồng, chi phí dịch vụ, phần còn lại sẽ được trả lại cho khách hàng. Thông thường người ta thường chia ra làm 4 loại quỹ là quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư hỗn hợp trái phiếu, quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp. Nhưng nếu cậu nghĩ sự phân loại này là do tỷ lệ chứng khoán thì sai nhé. Dù sự biến động về giá của chứng khoán cao hơn so với trái phiếu, nhưng càng là quỹ đầu tư có tỷ lệ chứng khoán lớn thì lại là quỹ đầu tư tương đối rủi ro. Tuy nhiên, đây là loại quỹ đầu tư có lợi tức cao. Đó gọi là rủi ro càng cao thì lợi tức càng cao. Nếu cậu nói các quỹ chỉ ăn tiền hoa hồng, vậy thì tại sao lại cần đầu tư và các quỹ này làm gì? Không phải cứ đầu tư trực tiếp vào chứng khoán thì sẽ tốt hơn sao? Nếu cậu có kinh nghiệm còn hơn cả những chuyên gia quản lý quỹ đầu tư thì có thể là vậy. Tuy nhiên, đa phần chúng ta lại không sở hữu những kiến thức đó. Mà giả sử có đi chăng nữa thì cũng rất khó để đưa ra tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với quỹ đầu tư. Lý do lớn nhất là nếu đầu tư trực tiếp thì do đó là số tiền của mình nên người đầu tư thường bị chi phối bởi cảm tính cá nhân. Điều cần kiêng kỵ nhất khi đầu tư vào chứng khoán là lòng tham và sự công kích. Nhưng phần lớn trong chúng ta lại không thể chiến thắng được những cám dỗ đó. Hơn nữa, vì lẽ đó nên cũng rất khó để tuân thủ các nguyên tắc đầu tư. Trên thực tế, bất cứ ai, nếu là người dù chỉ có một chút quan tâm đến chứng khoán, cũng biết được nguyên tắc cơ bản trong đầu tư chứng khoán là gì. Ý mình là ngay cả những người đã thất bại trong việc đầu tư này. Lý do mà họ biết nhưng vẫn không thể tuân thủ theo quy tắc là đó là tiền của tôi, nên họ bị chi phối bởi cảm tính và lý tính. Cậu nói có vẻ đúng. Ngoài những điểm đó ra thì quỹ đầu tư có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất là những người đầu tư sẽ không phải bận tâm quá nhiều so với việc trực tiếp đầu tư vào chứng khoán. Nếu cậu trực tiếp đầu tư vào chứng khoán thì cậu phải quan tâm đến mọi thông tin liên quan đến công ty đó, như là tình hình kinh tế, phương hướng hoạt động, sự thay đổi trong kết quả hoạt động đầu tư, và phải quan tâm tới cả thông tin của các công ty cạnh tranh với công ty đó. Nhưng nếu cậu đầu tư vào các quỹ đầu tư thì tất cả mọi việc sẽ do công ty điều hành các quỹ đầu tư này đảm nhiệm, nên cậu không còn lo lắng gì mà vẫn có thể tập trung vào công việc chính của mình tại công ty. Tức là cậu vừa không bị sao nhãng cho công việc, vừa có thể đầu tư với lợi tức cao. Bất ngờ, Kim Miên Xúc nhớ lại anh bạn học cùng lớp cấp 2 lao đầu vào đầu tư chứng khoán nên sao nhãng công việc, bị cho thôi việc nhưng anh lại thất bại trong việc đầu tư dù đã trở thành một nhà đầu tư chính thức. Hiện anh đang phải sống ẩn náu, cắt đứt liên lạc với mọi người. Thời gian gần đây mình cũng thấy đồng nghiệp cùng công ty rất hứng thú với các quỹ đầu tư chứng khoán. Nhưng mình cũng gặp quá nhiều người khuynh ra bại sản vì chứng khoán ở xung quanh rồi. Vợ mình cũng không thích mạo hiểm nên chắc cũng không hào hứng gì với các quỹ đầu tư đâu, mà còn lo lắng vì có thể bị lỗ đến số vốn ban đầu nữa. Giờ này mà cậu vẫn nghĩ thế à? Không. Hôm nay nghe các cậu giải thích nên mình nghĩ bắt đầu từ bây giờ mình sẽ thử mạo hiểm và sẽ học cách để có thể quản lý rủi ro. Nhưng nói thật là mình không có tự tin. Dù Kim Min Suk đã nghe rõ ràng mình phải dám mạo hiểm, nhưng anh lại thấy thương hại bản thân vì mình không dám làm điều ấy.
Mình sốc à, lúc nãy mình cũng nói rồi, việc mạo hiểm không còn là sự lựa chọn mà là điều bắt buộc. Chúng ta cần phải tiết kiệm 25 năm để sống 25 năm tuổi già. Nếu tính đến cả lạm phát thì dù có tiết kiệm hơn 50% thu nhập hiện tại, chúng ta vẫn không đủ tiền để sống khi về già. Rốt cuộc thì trong cuộc sống của chúng ta vẫn có một khoảng thời gian nào đó chúng ta sẽ phải nâng cao thu nhập của mình bằng việc dám mạo hiểm. Mạo hiểm là việc chúng ta cần phải làm khi còn trẻ hay khi chúng ta có thu nhập ổn định. Khi có thu nhập, dù có bị lỗ do tỷ suất lợi nhuận thì chúng ta vẫn đợi được cho đến khi phát sinh lợi nhuận. Và bằng cách cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm thì chúng ta cũng giảm bớt phần nào khoản lỗ phát sinh. Tuy nhiên, khi đã có tuổi và thu nhập không còn nữa thì số tiền mà chúng ta có gắn liền với kế sinh nhai hàng ngày, nên dù chỉ thất bại một lần thì cũng sẽ khiến ta lâm vào cảnh sống dở chết dở. Nếu bây giờ chúng ta không dám mạo hiểm thì sau này khi có tuổi rồi chúng ta sẽ phải lao đao. Cậu hãy nhớ lấy điều đó. Gần đây giá cổ phiếu lên quá cao, vậy bây giờ tham gia vào các quỹ đầu tư không phải nguy hiểm hay sao? Trang Ungu nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời. Cũng không biết được, có thể là vậy mà cũng có thể là không. Mình thì không nghĩ rằng tiêu chí chứng khoán hiện tại là quan trọng. Vì dù sao, giá trị chứng khoán tương lai là thứ mà không ai có thể dự đoán chính xác được. Tuy nhiên, có một điều mà mình có thể chắc chắn, đó là đầu tư dài hạn, tuân theo nguyên tắc quản lý rủi ro và nguyên tắc đầu tư sẽ là phương pháp dẫn đến thành công hơn là việc đầu tư với hình thức market timing. Đó là điều mình rút ra từ kinh nghiệm đầu tư trong thời gian qua. Vừa trở về bàn ăn sau khi nói chuyện với khách hàng, Jae Kyung-won đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp lời của Trang Ungu. Cậu ấy nói đúng đấy. Chỉ nhìn vào những việc thời gian gần đây, mình cũng thấy thế. Mỗi khi giá cổ phiếu lên là mọi người lại nói đó là thời điểm phải bán ngay. Nhưng khi giá cổ phiếu tăng gấp 1.000 lần, rồi 1.400 lần, rồi lập kỷ lục mới, nếu vậy thì lúc nào cũng phải cập nhật thông tin còn gì. Và cuối cùng thì những người không bán cổ phiếu ngang chừng và giữ cổ phiếu này trong thời gian dài lại là những người được hưởng lợi cao nhất. Thực tế, nếu nhìn xung quanh, cậu sẽ thấy những người liên tục giữ cổ phiếu trong thời gian dài thì dù giá cổ phiếu có tăng hay giảm, họ cũng là người có lợi nhiều hơn so với những người cứ mua đi bán lại hoặc mua bán lại các quỹ. Nguyên tắc thành công trong đầu tư quỹ đầu tư. Khi Minh Xúc bắt đầu có thiện cảm với các quỹ đầu tư, Ungu à, theo cậu thì nguyên tắc đầu tư vào các quỹ này là gì? Trước khi trả lời, mình gọi món đi đã, không phải là bọn mình còn phải ăn tối sao? Sau khi gọi cơm và món canh kim chi cho ba người, Trang Ungu bắt đầu nói. Nguyên tắc thành công trong đầu tư quỹ, theo mình thì có khoảng 5 nguyên tắc. Trong đó có 3 nguyên tắc trọng tâm và 2 nguyên tắc bổ trợ. 3 nguyên tắc trọng tâm đó là: thứ nhất, phải lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp. Thứ hai, phải đầu tư phân tán. Thứ ba, phải đầu tư lâu dài. Còn hai nguyên tắc bổ trợ là đầu tư phải phù hợp với khuynh hướng cá nhân và hãy tận dụng hiệu quả các chuyên gia. Mình cũng hiểu đại khái những gì cậu nói, nhưng cậu có thể giải thích cụ thể hơn được không? Nguyên tắc đầu tiên, đó là phải chọn được quỹ đầu tư tốt. Đây là điều đương nhiên đúng không? Nó cũng giống như khi gieo hạt vừng vào bãi đất tốt, chúng ta có thể mong chờ ngày hạt vừng ra hoa kết trái ấy. Nếu muốn có trái ngon thì ngoài việc chăm sóc cẩn thận, trước hết phải lựa chọn được hạt giống tốt. Để chọn được hạt giống tốt, chúng ta không chỉ chăm chăm vào thị trường trong nước mà còn phải tìm cả thị trường ở nước ngoài. Ngoài ra, đối tượng mà chúng ta hướng đến không chỉ là chứng khoán mà còn lựa chọn đa dạng các đối tượng khác nhau như trái phiếu, bất động sản, các sản phẩm tài chính khác. Nếu vậy, có bí quyết riêng gì khi lựa chọn hạt giống tốt hay không? Điều này lại liên quan đến hai nguyên tắc bổ trợ. Trước hết, để lựa chọn được quỹ đầu tư tốt, tức là quỹ đầu tư phù hợp với bản thân mình, hay nói cách khác, nó phải phù hợp với xu hướng đầu tư của mình. Thị trường chứng khoán chỉ cần có biến động nhỏ cũng có thể gây thiệt hại đối với số vốn ban đầu, nên với những người luôn bất an thì làm sao họ có thể ngồi yên ngày qua ngày khi tham gia vào các quỹ đầu tư có rủi ro cao được.
Nếu đi theo những nguyên tắc đầu tư thì chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái. Do vậy, quỹ đầu tư phù hợp với xu hướng đầu tư của bản thân, đó chính là quỹ đầu tư tốt. Đây chính là điều kiện đầu tiên của việc lựa chọn quỹ đầu tư. Nhưng đối với người lần đầu tiên tham gia đầu tư quỹ thì dù có là loại quỹ đầu tư nào cũng khiến họ cảm thấy bất an. Điều này là do họ chưa có kinh nghiệm. Dần dần họ sẽ tự khắc phục được nỗi bất an này. Còn khi cậu không biết được xu hướng đầu tư của bản thân là gì thì cũng có thể lựa chọn quỹ đầu tư theo mức độ rủi ro mà bản thân có thể chịu đựng được. Hay nói cách khác là theo tiêu chuẩn thất thoát nguồn vốn ban đầu. Thì ra là quỹ đầu tư đem lại cảm giác thoải mái. Kim Miên Xúc gật đầu trước lời nói của Trang Ungu. Ngoài ra, để chọn được quỹ đầu tư tốt thì việc tận dụng các chuyên gia là điều bắt buộc. Tương tự, trong hình thức quỹ đầu tư chứng khoán có rất nhiều loại và mỗi loại có đặc trưng riêng. Loại quỹ đầu tư thông thường, quỹ chỉ đầu tư vào cổ tức, thường cổ tức bằng cổ phiếu, quỹ chỉ đầu tư vào cổ phiếu đại diện cho ngành, quỹ chỉ đầu tư vào hệ thống thương mại. Việc cá nhân tự phán đoán và bình giá thông qua phân tích trực tiếp hàng nghìn loại quỹ đang được bán trên thị trường quả là điều không tưởng. Vì vậy, chúng ta cần phải có chuyên gia và tận dụng tối đa những chuyên gia này. Đồng thời, chúng ta cũng phải tin tưởng họ. Phương pháp đánh giá quỹ để lựa chọn quỹ đầu tư tốt của mỗi chuyên gia có thể có sự khác biệt. Phương pháp nào là xuất sắc thì chính kết quả thực tế sẽ chứng minh, phải không? Tuy nhiên, dù nhỏ nhưng kết quả mang lại còn tốt hơn rất nhiều so với việc cá nhân không hề có kinh nghiệm chọn lựa quỹ đầu tư. Trang Ungu rót nước uống nói tiếp. Nguyên tắc thứ hai là phải đầu tư phân tán. Nếu muốn đầu tư phân tán thì ở đây có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, nào là tính biến động hay hệ số tương quan, nhưng mình hãy tiếp cận ở góc độ đơn giản. Mình gọi việc đầu tư phân tán là đầu tư khiêm tốn. Đầu tư phân tán xuất phát từ việc chúng ta không phải là thần nên không thể dự đoán chính xác tất cả mọi việc. Nếu chúng ta có thể dự đoán chính xác tương lai thì việc đầu tư phân tán không còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên, dù chúng ta có khả năng dự cảm nhưng không ai biết chính xác tương lai sẽ ra sao cả. Chúng ta có thể hy vọng nhưng hy vọng đó cũng có thể sai. Đó là điều mà chúng ta phải thừa nhận. Chúng ta có thể dự đoán xem cổ phiếu của công ty nào, của ngành nào hoặc của quốc gia nào sẽ tăng, nhưng dự đoán ấy có thể sai và tại thời điểm thực tế khác với những gì chúng ta kỳ vọng. Có thể nhanh hơn hoặc là chậm hơn, hoặc chúng ta có thể thực hiện hóa những kỳ vọng với trình tự khác nhau với kỳ vọng của chúng ta, và những kỳ vọng sai lầm cũng có thể kéo theo sự thiệt hại về vốn mà chúng ta khó có thể lấy lại được. Do đó, nếu chúng ta thừa nhận rằng phán đoán và kỳ vọng của bản thân mình có thể không đúng, nên để giảm bớt được rủi ro và nâng cao khả năng thành công thì chúng ta phải đầu tư phân tán. Nguyên tắc đầu tư phân tán này cũng được áp dụng giống như chúng ta đầu tư quỹ. Ví dụ, bạn chỉ đầu tư vào quỹ đầu tư của Mỹ trong hai quỹ của Mỹ và Nhật Bản. Giá cổ phiếu của Nhật Bản thì tăng, còn giá cổ phiếu của Mỹ có thể giảm đúng không? Trang Ungu đỡ chén rượu do Choi Kyu-won rót cho, anh tạm ngừng một lát để uống rồi lại nói tiếp. Trước khi giải thích về nguyên tắc thứ ba, đầu tư dài hơi. Miên Xúc à, cậu nghĩ tại sao có những thần tài luôn thành công trong đầu tư bất động sản? Cái đó có phải là vì giá bất động sản luôn luôn tăng không? Đó không phải là lý do chính. Thành công trong bất động sản theo mình nghĩ là do niềm tin vào những thành công và quyết tâm đầu tư lâu dài. Tất cả mọi người khi mua bất động sản thì giá đều tăng. Không phải trường hợp nào cũng vậy. Cũng có trường hợp sau khi mua bất động sản thì giá lại giảm xuống. Nhưng người ta không cần quá lo lắng về vấn đề này. Nếu lúc nào họ cũng có niềm tin rằng giá sẽ lên, nhưng nếu giá không lên thì họ chỉ cần không bán ngay tại thời điểm đó là được. Nhìn chung, tuy có bị thiệt hại một chút, nhưng họ chỉ cần đợi cho đến khi tăng giá và bán đi là được. Đầu tư quỹ cũng tương tự như thế. Nếu cậu chọn được quỹ đầu tư tốt, lúc nào cậu cũng tin rằng giá sẽ lên và dù có bị lỗ đôi chút thì cậu vẫn quyết tâm không bán, thì khả năng trở thành thần tài trong đầu tư quỹ là điều hoàn toàn có khả năng. Thần tài đầu tư quỹ ư? Nghe thú vị ghê. Thực tế, nếu đầu tư quỹ đầu tư tốt trong thời gian dài thì có thể phát sinh lợi ích mà không liên quan tới chỉ số giá chứng khoán.
Trong thời kỳ thịnh vượng, nếu quỹ đầu tư tăng nhiều hơn so với giá chứng khoán và giảm ít hơn so với giá chứng khoán trong thời kỳ thoái trào, thì nó vẫn có ưu điểm là tích lũy được tỷ suất lợi nhuận. Vì vậy, nếu đầu tư trong thời gian ngắn thì tỷ suất lợi nhuận của quỹ đầu tư sẽ khó thoát khỏi ảnh hưởng của giá chứng khoán. Nhưng nếu đầu tư dài thì kể cả giá chứng khoán có giảm thì ngược lại đầu tư quỹ vẫn phát sinh lợi nhuận. Thực tế vào tháng 1 năm 2000, sau khi tham gia chứng khoán ở mức đỉnh điểm là 1.059 điểm, nhưng 3 năm sau, vào tháng 1 năm 2003, mua bán lại ở mức 635 điểm, thì nhiều quỹ đầu tư tốt vẫn có lợi nhuận lớn mặc dù giá chứng khoán đã giảm gần 40%. Cậu nói là giá chứng khoán giảm 40%, vậy mà quỹ đầu tư vẫn sinh lãi đúng không? Đúng vậy, còn vì sao lại phải đầu tư lâu dài là bởi vì nó có hiệu quả làm giảm các nguy cơ rủi ro phát sinh. Nếu cậu đầu tư lâu dài thì còn có hiệu quả là giảm các yếu tố gây biến động tới tỷ suất lợi nhuận. Nói một cách đơn giản là nếu giá chứng khoán hạ liên tục trong vòng một ngày thì trong thời gian là một năm, điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói để cậu tham khảo luôn, đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong số 3 nguyên tắc đấy. Kim Minh Xúc lúc đầu có vẻ lạ lẫm với khái niệm thần tài đầu tư quỹ, nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thích thú và bắt đầu có cảm giác tự tin với quỹ đầu tư. Sản phẩm tín dụng nào đảm bảo tài chính khi về già? Ungu à, mình còn một điểm băn khoăn. Cậu khuyên mình nên tham gia sản phẩm tín dụng có rủi ro cao và tỷ suất lợi nhuận cao. Nhưng hầu hết các tài liệu mà mình tìm được thì các chuyên gia đều đưa ra lời khuyên mọi người nên tham gia các sản phẩm tín dụng an toàn để chuẩn bị cho tuổi già của mình. Khi Mến Xúc vừa đưa một thìa canh kim chi lên miệng vừa hỏi. Hầu hết các chuyên gia đầu tư đều nói nên chuẩn bị cho tuổi già của mình với các sản phẩm tín dụng an toàn. Nhưng mình nghĩ câu nói của họ mới hàm chứa 50% nội dung. Thông thường các sản phẩm tín dụng an toàn có nghĩa là các sản phẩm được đảm bảo khả năng thu hồi vốn và không có biến động lớn về lãi suất cũng như là lợi nhuận, nên được đảm bảo mức lãi suất ổn định phải không? Tóm lại, nếu cậu có thể hiểu đó là sản phẩm không có biến động lớn hoặc được đảm bảo về lãi suất chi trả và tiền gốc với vai trò là sản phẩm được ban hành hoặc bán bởi các cơ quan tín dụng hoặc quốc gia có nền kinh tế ổn định và không có nguy cơ phá sản. Nhưng đối với việc chuẩn bị cho tuổi già cần tiết kiệm dài kỳ khoảng 20-30 năm thì tiêu chuẩn của sản phẩm tín dụng an toàn có được áp dụng đồng nhất hay không? Chắc chắn là không. Nếu nhìn từ quan điểm lâu dài thì ý nghĩa của sản phẩm tín dụng an toàn sẽ hoàn toàn khác. Hơn nữa, đây không phải là đầu tư mà với mục đích là chuẩn bị cho tuổi già, gắn sát sườn với kế sinh nhai sau này thì lại càng khác. Mình lấy ví dụ, nếu cậu tham gia vào gói tiết kiệm dài hạn có kỳ hạn là 25 năm với lãi suất là 4,5%, còn 3,8% sau khi khấu trừ thuế thì sao? Trong 25 năm đó, cậu sẽ nhận được lãi suất một cách an toàn, nhưng cậu không thể nói mình đã đầu tư an toàn. Lúc trước mình cũng đã nói, cậu hãy thử nghĩ về lạm phát xem. Nếu tỷ lệ lạm phát hàng năm vượt quá 3,8% một năm thì sao? Hiệu quả gia tăng tài sản từ lãi suất đã được bù lỗ cho khoản trượt giá, do đó ngược lại sẽ làm giảm khả năng mua của tài sản. Ví dụ lạm phát là 5% một năm thì trong vòng 25 năm lạm phát sẽ tăng gấp 3,4 lần. Trong khi đó, mức tăng tài sản chỉ là 2,5 lần, tính lãi kép, nên dù tài sản có tăng thì khả năng mua thực tế lại bị giảm đi 25%. Gửi tiết kiệm trong vòng 20 năm mà giá trị tài sản không những không tăng mà lại còn bị lỗ 21% tiền vốn ban đầu. Nếu vậy, cậu đâu có thể nói là mình đã đầu tư an toàn. Đối với việc chuẩn bị cho tuổi già thì việc đảm bảo tiền vốn hoặc lãi suất cố định mà không xem xét đến lạm phát sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe cậu nói xong, mình thấy hình như lời cậu nói là đúng. Ngoài việc đảm bảo nguồn vốn, chúng ta còn cần phải quan tâm tới các vấn đề khác nếu xem xét ở khía cạnh lãi suất cố định. Giả sử 25 năm là quãng thời gian mà lãi suất của chúng ta tăng dần và quay trở lại lãi suất cao khoảng 10% như những năm 1990, thì việc gửi tiền với lãi suất cố định là 4,5% có thể gọi là đầu tư đúng đắn không?
Giống như việc chuẩn bị cho tuổi già trong trường hợp tiết kiệm thời gian dài, thì mức biến động lãi suất hợp lý sẽ phải được đảm bảo. Và lãi suất các sản phẩm tín dụng cũng sẽ tăng theo xu hướng tăng của lãi suất thị trường là điều đáng mong đợi còn gì. Vậy thì ý cậu là việc chuẩn bị cho tuổi già mà phải tiết kiệm trong khoảng thời gian dài trên 20 năm, chúng ta tuyệt đối không thể đánh giá lãi suất cố định hoặc đảm bảo hoàn vốn bằng tiêu chuẩn phán đoán độ an toàn đúng không? Ừ, thời gian 20 năm đó là khoảng thời gian mà núi cao cũng phải dịch chuyển 2 lần đấy. Không được dùng suy nghĩ đầu tư ngắn hạn để quyết định các sản phẩm tín dụng dùng cho việc chuẩn bị cho tuổi già. Nhất định cậu phải tính tới yếu tố lạm phát. Phương pháp tối ưu là cậu hãy đầu tư dài hạn vào các quỹ đầu tư hoặc tận dụng tối đa các sản phẩm tín dụng được liên kết với lãi suất thị trường hơn là các lãi suất cố định để được bảo hộ các giá trị của bản thân mình. Như lúc trước mình nói, ngay cả đối với các loại quỹ đầu tư chứng khoán có biến động lớn thì đầu tư dài hạn sẽ mang lại hiệu quả giảm bớt các rủi ro. Nếu vì gia đình mình thì... Ba người rời khỏi quán thịt bà chỉ nướng khi Mi Giúp đề nghị cùng đi uống bia để giải rượu. Nhưng Trang Un Gu và Chê Kyung Won đều có hẹn với khách hàng vào sáng mai nên họ quyết định về nhà. Khi Mi Giúp đưa tay ra vẫy định bắt chiếc xe taxi đang đi từ xa tới thì Chê Kyung Won ngăn lại. Mi Giúp à, vẫn còn sớm mà, cậu cứ đi tàu điện ngầm về nhà đi, hai chân của mình còn vững, sao lại phải tốn tiền làm gì chứ? Khi Mi Giúp đi hướng về phía ga tàu điện ngầm, vừa nhớ lại câu nói của bạn phải giảm các khoản chi tiêu không cần thiết và tăng khả năng tiết kiệm. Được rồi, không phải là bạn mình bảo phải giảm chi tiêu không cần thiết và điều chỉnh lại sổ tay chi tiêu còn gì. Hình như anh đã hiểu được lý do vì sao Trang Un Gu và Chae Kyung Won lại chuẩn bị cẩn trọng cho tuổi già đến vậy. Tại ga tàu điện ngầm, trước khi đi về ga khác, Trang Un Gu nói với Kim Min Suk. Min Suk à, trong cuộc sống có hai mối nguy hiểm lớn mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Thứ nhất là mối nguy hiểm vì bị chết sớm, thứ hai là phải sống lâu. Câu chuyện ngày hôm nay bọn mình nói với cậu chính là về mối nguy hiểm sống lâu đấy. Trên đường về nhà, cậu hãy nghe Kim Won nói về chuyện này xem sao. Sau khi lên tàu điện ngầm, Kim Min Suk tự hỏi mình, điều Un Gu nói về mối nguy hiểm vì phải chết sớm có phải là bảo hiểm nhân thọ không nhỉ? Mình cũng đã tham gia bảo hiểm này rồi. Ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng, mình đã đóng bảo hiểm này, đến giờ cũng đã được 6 năm. Cũng phải, trong một gia đình việc phát triển kinh tế trong nhà là nhiệm vụ cơ bản. Hơn nữa, nhiệm vụ này không có nghĩa là chỉ sống cho cuộc đời của riêng mình, mà còn phải tiếp tục đảm bảo cho cuộc sống của các thành viên khác, kể cả sau khi mình mất đi. Người chồng, người cha, trụ cột của gia đình nếu bất ngờ phải đối mặt với cái chết thì chắc chắn mọi thành viên khác sẽ bị cú sốc về tâm lý. Nhưng đối với những gia đình bị rơi vào hoàn cảnh này, nếu họ không có điều kiện ổn định về kinh tế thì họ sẽ rơi vào cảm giác sợ hãi và lo lắng tột cùng về tương lai. Thậm chí gia đình đó còn rơi vào nguy cơ không thể lấy lại được hoàn cảnh như ban đầu do tuyệt vọng về hiện thực. Do đó, nhất định phải có sự chuẩn bị trước. Nếu những người trụ cột của gia đình chẳng may bị tai nạn hoặc bị bệnh nào đó mất sớm, thì cuộc sống gia đình vẫn giữ được ổn định. Lúc đầu khi mới kết hôn, mình cũng chưa nhận thức được điều đó. Nhưng kể từ khi sinh đứa con đầu, mình đã cảm thấy được trách nhiệm đè nặng lên hai vai. Vì vậy, mình đã nhanh chóng tham gia bảo hiểm này. À, còn nữa, cậu cũng phải xem xét về lạm phát mà Un Gu đã giải thích. Khoảng 3 hoặc 5 năm, cậu sẽ phải kiểm tra lại xem số tiền bảo hiểm mà mình nhận được từ bảo hiểm nhân thọ có đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt hay không. Nếu khoản tiền này không đảm bảo được sinh hoạt của gia đình cậu do lạm phát thì cậu sẽ phải tăng số tiền bảo hiểm đúng không? Nhưng nếu bảo hiểm nhân thọ cậu đóng có áp dụng trong điều kiện bệnh tật hay không? Cậu có tham gia bảo hiểm bệnh tật nào khác không? Không, tại sao? Thực tế, nếu nhìn theo khía cạnh kinh tế thì điều nguy hiểm nhất đối với mọi người trong gia đình thì không phải là việc người trụ cột của gia đình ra đi sớm. Ở đây chính là trường hợp người trụ cột này bị mất khả năng về kinh tế do mắc bệnh hoặc bị tai nạn nào đó. Khi ấy sẽ cần có một khoản chi phí điều trị rất lớn. Và như vậy, thu nhập của gia đình sẽ bị giảm. Hơn nữa, bản thân người đó và toàn bộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng.
Trường hợp này nếu nghiêm trọng hơn, có người còn bị phá sản hoặc bị vỡ nợ tín dụng do phải chi trả các chi phí điều trị. Vì vậy, nếu cậu thực sự nghĩ cho gia đình của mình, thì cậu không những phải chuẩn bị cho việc có khả năng bị mất sớm, mà còn phải chuẩn bị trước trong trường hợp chẳng may bị bệnh hoặc tai nạn nào đó. Hóa ra là vậy, mình đã quên bén mất điều quan trọng đó. Kim Min-suk cảm thấy lạnh sống lưng khi tưởng tượng ra cảnh anh phải nhập viện vì bệnh nặng, để lại vợ con xoay sở với cuộc sống khó khăn. Chúng ta không chỉ sống cuộc đời của mình mà cần phải có trách nhiệm đối với thế hệ sau. Chúng ta phải dành tình yêu thương đó và trở thành niềm tin, trụ cột cho gia đình của mình. Nào, bây giờ hãy bắt đầu. Anh bước ra khỏi tàu điện ngầm, bất chợt một cơn gió mát lạnh thổi qua. Trong quán rượu vỉa hè trước ga tàu điện ngầm, mọi người đang vui vẻ chúc nhau. Phía trước cửa hàng bán kem cạnh ga, nhiều người đang xếp hàng dài chờ mua kem vì không còn ghế trống. Kim Min-suk cũng xếp phía sau hàng đó chờ. Đúng lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông, đó là giọng của bé Ha Eun đáng yêu. Bố ơi, khi nào bố về ạ? Ừ, bố sắp về rồi, bố mua kem rồi về ngay con nhé. Nghe thấy từ kem, con anh liền cầm điện thoại và hét lên vui sướng. Thoát khỏi đại lộ, rẽ vào ngõ nhỏ dẫn đến chung cư, anh thấy một bà cụ vẫn đang bày các loại rau ra bán. Có vẻ như bà vẫn chưa bán được nhiều. Bà liên tục lấy tay đuổi mấy con côn trùng đang bay trước ánh đèn đường. Nhìn nét mặt khắc khổ của bà, anh cảm thấy cuộc sống của bà rất khó khăn. Bất giác, anh thấy kinh ngạc khi bà cụ quay mặt về phía anh, thì anh lại thấy nét mặt của vợ mình hiện lên trên khuôn mặt của bà cụ. Trên đường dẫn vào khu chung cư, anh thấy có rất nhiều người vừa đi dạo, vừa tận hưởng không khí của đêm xuân. Trong số đó, anh thấy hình ảnh của hai ông bà lão đã cao tuổi cùng nhau đi dạo thật đẹp. Trên khuôn mặt họ, anh thấy toát lên vẻ an nhàn, tự tại, không hề có sự âu lo hay phiền muộn. Anh khẽ mỉm cười chào họ, và trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một hình ảnh khác của mình và vợ mình trong nét cười của ông bà lão. Anh tự giơ nắm đấm ra lúc nào không hay. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lại.